xin nhận cái quyền này để cứu Minh Thảo. Rất là tiếc, anh xin lỗi vì sẽ không để em ra về. Sau khi em thi thứ nhất thì Thảo đã lọt vào cái tớp gọi là nguy hiểm cũng như là bị nhầm đi lại, nhưng rất may mắn là cũng không có lại thí sinh. Thì cũng rất là căng thẳng, phải cũng rất là căng thẳng như là bài thi của mình thì cũng không được hài lòng lắm, bởi vì vẫn có một chỗ bị bắt, không được suôn sẻ, xém té. Theo mình thì không thấy hài lòng cho lắm. Phần thi thứ nhất thì em thực sự thì em cảm giác là phần nhảy của em so với cả tập trung của mọi người ạ. Thì chị cảm thấy rất là hài lòng. Sau đêm thi thứ nhất thì Quang Đăng và Huy Thanh cảm thấy rất là vui. Tại vì cái đó là cái thể loại đó là mình thích cho lắm. Giống như là không phải là sở trường của mình nên là mình không tự tin về cái bài nhảy đó. Bởi vì anh qua bài nhảy của chị đã có một số nỗ lực trong cái tuần thi đầu tiên. Bởi vì là đầu tiên thực hiện chung một bài nhảy cặp với nhau và là một bài nhảy rất là cảm xúc. Mà lại thành công nữa thì không có gì vui hơn. Nhưng mà sau rồi tất cả thì đều tiếp diễn và không có ngưng lại. Và từ đó cũng là một thì em nghĩ là rất là vui. Nhưng mà với tương lai thì sẽ tuy nhiên đây là một cái trận đi dài, cho nên là không phải là chỉ cứ sau một đêm ngủ dậy là ngày hôm sau mọi thứ nó sẽ tốt đẹp như mình muốn. Mà có những cái ngày mình cảm thấy là chết rồi, không biết phải làm sao đây. Như các bạn cũng đã thấy, tuần vừa qua các thí sinh đã thể hiện phần trình diễn của mình hết sức đẹp mắt. Và để thực hiện phần trình diễn ấy thì họ phải tập luyện hết sức vất vả, kèm theo đó là chế độ ăn uống cực kỳ gắt gao. Mục đích của họ khi đến với chương trình này đều mong muốn mình giảm được cân và mong muốn thể hiện tài năng của mình. Nhưng để đi giảm được cân thì họ cần phải có những nghị lực hết sức phi thường. Vậy điều gì đã khiến họ thực hiện quá trình giảm cân đó và đâu là nguồn động lực đã đưa họ đến với chương trình này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Lý do mình tham gia chương trình là mình muốn có cơ hội được thử sức nhảy của mình. Đầu tiên mình tham gia chương trình này là thứ nhất là mình muốn giảm cân, mình muốn bớt đi thân hình quá khổ của mình. Lý do thì tự nhiên thôi ạ. Muốn thử xem cân nặng của mình có thể tham gia được bao nhiêu môn nhảy. Thứ hai là mình muốn thỏa cái đam mê của mình là nhảy nhót. Chưa bây giờ em chưa bao giờ và đặc biệt hơn thì mình có được có cơ hội được giảm cân. Muốn vô đây học hỏi cả các bạn. Cho nên là nhiều khi mình cũng có vẻ là cảm thấy là bất lực ấy. Được là gặp rất nhiều người béo có khung cảnh ngộ rất là có một tình quá khổ của mình. Tại mình đã là từng là một dancer. Nhưng mà sau cái lúc bất lực như thế thì mình muốn là lấy cái làm động lực để mình cố gắng hơn. Nó là một cái cơ hội để mình có thể tỏa sáng trước mọi người và để cho mọi người thấy người béo không chỉ có thể hòa nhập với cộng đồng được mà họ có nhiều tài năng hơn. Theo anh nghĩ thì các thí sinh cần những gì để có thể tốt thành tốt chương trình? Theo anh nghĩ thì qua cái tuần đầu tiên thì anh thấy các bạn thí sinh của mình cũng rất là có những khả năng như muốn gọi là khá tốt trong cái thời gian như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái chương trình này là 50% điểm là phụ thuộc vào bài diễn và còn 50% còn là phụ thuộc vào cái vấn đề giảm cân. Thì hãy nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là các bạn phải là tự thân vận động để tự push mình, đẩy mình để mà giảm cân nhiều càng tốt thì đó mới là gọi là tạo cho mình cũng có điểm an toàn. Hãy nghĩ như vậy. Điều quan trọng nhất của các thí sinh năm nay để thực hiện tốt phần thi của mình đó là sự kiên trì và cố gắng. Bởi vì Hoa Đăng biết đối với những cái cân nặng rất là khó lường như vậy thì để nhảy như một dancer đã khó rồi và với cân nặng đó còn lại càng khó hơn rồi. Nên cái sự kiên trì này rất là cần thiết. Đang biết các bạn sẽ rất là mỏi mất sức, cho nên các bạn phải tập nhiều lên, tập liên tục để lên sức từ từ và từ đó thì các bạn có thể biểu diễn bài mình thành công. Ở đêm thi thứ hai này thì là một cái màu sắc khác với phụ khoa và chị muốn cho các bạn cũng như là ban giám khảo và khán giả sẽ thấy một anh khoa không quá lạnh lùng, không quá trầm tĩnh, không quá điềm đạm như mọi người vẫn thấy, mà một anh khoa sôi nổi trên sàn diễn. Thì chị hy vọng là trong đêm nay khoa sẽ quên đi những cái mà mình hay biểu lộ trong đời thường là rất là lạnh.
nhiều khi là việc chị mà lại ngắt luôn. Chị mong rằng lên đây là Khoa có thể bình luận. Tuần này thì các bạn đi đâu cũng lại được thảo, nó sẽ được là sao ta kiểu máu lửa hơn để cho mình nó nhanh mạnh và chắc, cũng như là khi mà trong quá trình học những công tác đó thì sẽ giúp cho Thảo có thể đốt với được những cái sở ở trong cuộc chơi mình. Nội dung của phần thi thứ hai, phần thứ hai của mình á là sẽ đóng dài một vị vua, một sứ sở, sứ sở đó chỉ toàn kẹo và mọi diễn biến sau đó và đêm thứ hai này sẽ là một bài diễn rất là đặc biệt và trái ngược hoàn toàn với đêm thứ nhất, một cách rất là năng động, dễ thương và cũng hai nhân vật mà Quang Đăng chọn cho một thanh và Quang Đăng trong và diễn này là khá là đặc biệt. Các bạn thấy đó, mỗi thí sinh đều có những câu chuyện riêng của mình, họ cứ ước mơ được thay đổi bản thân và thể hiện tài năng của mình đối với tất cả mọi người. Họ có nguồn động lực mạnh mẽ, có những nghị lực phi thường. Ở tập thứ hai chúng ta sẽ xem họ xem đến chúng ta những bất ngờ gì trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 và truyền hình Việt Nam lúc 9 giờ mỗi tối thứ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay là đêm quyết định của mình, sẽ cố gắng hết sức.